Cuéntame, chila, mucha. Cuéntame, chila, mucha. ¿Qué? Okay, me hice chévere, ¿qué más? Cocon con tu, Junya Buquiña. Muy tap min chia mo cha. Okay. Cứ để ấy bao giờ mình được chơi ấy. Phải bạn mở đâu ok kiếm sĩ tận hưởng mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi với ứng dụng mua sắm tắt tiếng. Voi sarei qua. Stick wallet si legacy di minciam. Một trận thôi đấy. Kiếm gì? Trước đây chúng ta sẽ cần những người nào bỏ. Ugh.
sát thợ đồng à? Mày bắn họ. Mày rồi. Đó là Jun Yabuki. Một người đào mỏ đã chết. Defend. Phản công. Đứng sang đó rồi ơi. Đứng nha, đừng. Thân con Yellow Four. Chúng ta sẽ cần nhiều đội quân hùng hậu hơn đấy. Chúng ta sẽ cần đội quân Jun Yabuki kìa. Jun Yabuki đội quân cầm attack. Đội quân cầm trùy thành đội quân cầm kiếm mới đầu. Jun Yabuki cảnh báo kẻ thù đã gọi tiếp viện. Gọi thoải mái thì sao tao ở Jun Yabuki. Phá tượng nhanh, phá tượng đó nhanh. Ai sẽ thắng. Jun Yabuki, đội quân Jun Yabuki tiến lên. Và 1, 2, 3 thành công. Ok, vậy là xong nhá quý vị. Mình xin nhắc lại là mỗi trận mình chỉ là một tập thôi. Mỗi tập mình chỉ là một trận thôi nhá. Mới đây mình nói lỡ miệng. Mình xin nhắc lại là mỗi tập mình chỉ là một trận thôi nhá. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hãy nhớ đón xem tập 2. À đâu, email. Quý vị hãy nhớ đón xem tập 3 vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.